chào tất cả các bạn đang xem video tại kênh của PHONGDIY Channel. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chế một cái quạt mini 12V dùng bình ắc quy để phòng những cái trường hợp cúp điện. Ra thì quạt thì nhà ai cũng có rồi, nhưng mà lâu lâu cúp điện thì vào những ngày nóng thì rất là khó chịu. Các bạn cần có một cái quạt để giải nhiệt, hoặc là với những bạn sinh viên. Ở đây thì để chế cái quạt, các bạn cần chuẩn bị cho mình đầu tiên là một cái motor. Đây, mình tháo cái này ra nhé. Thôi, tháo đi. Đây, mình gắn quạt vào rồi. Motor này mình đã giới thiệu trong cái video lần trước rồi. Cái công suất hay là thông số về tốc độ. Đây, nó có hai đầu và có đầu sẵn ren ở đây để gắn quạt này, vừa khít luôn. Và cái đầu sau này để gắn cái motor quay trục. Ở đây thì các bạn nên chọn cái sải cánh quạt cho nó rơi vào tầm khoảng 30. Đó. Vì cái motor của nó nhỏ nên các bạn chọn sải quạt này thôi. Nó chắn cái vấn đề tải lớn thì motor nó sẽ nóng. Có cánh quạt cỡ nhỏ hơn thì càng tốt. Và cánh quạt thì giá của nó rơi vào khoảng tầm 15-20 ngàn, tùy vào loại tốt hay là thường. Và cái nắp xít giữ chân quạt này khoảng 5k. Rồi, xong cái phần motor. Phần thứ hai đó là một cái đế giữ motor. Đế giữ motor 75. Đây. Để giữ thì khi mua kèm thì nó đã có ốc đi theo rồi. Và đây thì như các bạn thấy quạt thì nó thường sẽ có số 1, 2, 3, 4. Thì để điều chỉnh cái tốc độ thấp hay cao, mát hay là vừa vừa thì các bạn dùng cái điều tốc. Đây mình có một cái mạch điều tốc 6A 12V. Mạch này hình như là 100W thì không nhớ rõ nữa. Quên cái thông số của cái nhà sản xuất rồi. Đại loại là dùng được cho bình ắc quy. Dây điện rắc nối. Bác dùng ắc quy thì nên có cái đầu kẹp cá sấu 5mm này. Cho nó kẹp cho nó nhanh. Và một vài cái linh kiện. Cái phần chân quạt thì mình sẽ dùng một cái chân quạt cũ này. Cái này lấy ở phế liệu. Này của nó di chuyển lên, gấp lên được. Xíu mình sẽ cắt phần này đi. Đây mình sẽ có hai cái bình ắc quy, một cái bình GS 6A vẫn dùng đây này. Hai là một cái bình 6V 5A. Thì mình sẽ test trên hai cái bình này và đưa một cái thông số cụ thể cho các bạn có thể là tham khảo. Đây thì mình mua được một vài cái đồ từ cái tiệm phế liệu. Đèn pin này để chế cái khác. Này thì chế tản nhiệt cho 75. Một cái thanh sắt để làm đế, để cho cái gì cũng được. Một cái phế liệu. Mua tất cả đống này hết 60.000. Đây, một cái bạc đạn. Chân giữ bạc đạn. Và cái bạc đạn có sẵn rồi, cái này là cái bạc đạn gối này, để gắn cái phi 35 vào đây. Phần này thì sẽ làm cái chân. Mình sẽ chế cái chân cho nó, cái chân giữ ạ. Nhìn cũng khá là đẹp, và nó nặng, nó sẽ không bị đổ quạt. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái công đoạn là gia công.
như vậy là mình vừa mới gắn xong cái phần đế quạt. Đây, nó sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ gắn cái đế lên đây và cắt cái phần này đi. Ok, rất là chắc luôn.